Đây là 10 cân hả chú? Ừ, đâu á. Còn Juni to quá ta. Hổ mà. Juni gì chú? Juni hổ à? Hổ à. Juni này là mình mua hay là gì chú? Mua. Mình mua, một con này là bao tiền chú? Khoảng mấy 30 ngàn á. Một lạng thì khoảng, một con này thì khoảng, khoảng là một lạng không? Không. Đấy 34 con. Một lạng là khoảng 400 con à? Tối nào chú cũng câu lên kênh này chú hay là câu chỉ không, là câu bên kia lâu lâu á đi chơi đi câu bên kia kìa chứ. Nhưng mà sao hôm nay thấy nước rút nhiều hơn chú nhỉ? Ờ. Cá nằm lên kênh bên kia. À. Đó, thấy không? Con mồi con giun. Đây là giun hổ à? Hổ. Mắc mắc mùi quá. Con cá nào? Ôi, cá bự luôn á. Này ơi. Một đêm câu này được nhiều không chú? Câu vui chơi vậy chứ. Buồn nhiều cái bỏ đây đi. Đợi nó sậy bắt kê bỏ vô luôn kìa. Quá. Wow. Tối nay được nhiều này. Wow, chỗ này được nhiều chỗ này. Cái phần câu bên kia nữa đúng không? Cái đầu hai câu đây đâu, câu bên Wow. Cá này là cá gì? Cá gì chú? Cá trê. Cá trê à? Từng này là được khoảng bao nhiêu ký chú? 3 ký á. Wow. Tối nay là được nhiều hay là bình thường là cũng được thế này chú? Bên kia cá bự không à? Bên nào chú? Câu ở dưới Bình Chánh á. Ở đâu? Ở cái gì Bình Chánh á. Bình Chánh á? Ủa, nhiều đây. Câu Bình Chánh là mới ghé đây chứ. À. Cá ở trên kênh Nhiêu Lộc này chủ yếu là cá gì chú? Hả? Cá mà ở trên kênh này chủ yếu là cá gì? Đây là cách thấy cá tê không? À. Ủa. Thì con này còn được mấy lạng ra? Mấy gram ra? Bảo. À. Nhiều rồi.